Katrina, xin chào tất cả các anh chị ở trên Zoom tối hôm nay. Bây giờ là 10 giờ tối giờ miền Đông của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì cũng giống như là thường lệ thì mỗi mùng 2 của mỗi tháng đó thì chúng ta có một cái buổi chia sẻ về cơ hội của kinh doanh các anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Katrina rất là hân hạnh được lên đây để mà chia sẻ cùng các chị về cơ hội kinh doanh với lại công việc này, và đương nhiên là những anh chị nào mà đã được mời vào trong cái call hôm nay đó thì các anh chị nên cảm ơn cái người đã mời mình vào đây để mà tham khảo một cái cơ hội kinh doanh gọi là kinh doanh thời 4.0. Katrina xin giới thiệu, mình là Katrina Khổng, đến từ hiện tại bây giờ là Charlotte, North Carolina. Katrina đã làm kinh doanh được hơn 7 năm các anh chị, tháng 6 này thì sẽ đúng là 8 năm. Trước khi đến với lại công việc này, trước khi đến với kinh doanh thì Katrina là một người cô giáo. Katrina có bằng thạc sĩ dạy văn ở tại Mỹ. Nhưng mà sau khi được một người cậu chia sẻ về cơ hội kinh doanh thì Katrina đã tìm hiểu về kinh doanh này. Và một trong những lý do đó là muốn có một cái tương lai tốt hơn và làm cho gia đình của mình là phần đông. Tại vì lúc đầu thì cũng hơi có một cái chút xíu là lo sợ là không biết mình có làm được hay không. Tại vì mình chưa bao giờ làm kinh doanh hết. Là một người cô giáo thì hoàn toàn là không biết kinh doanh là gì, buôn bán cũng không có rõ luôn các anh chị. Nhưng mà sau 7 năm rèn luyện và sau 7 năm học hỏi thì hiện tại bây giờ Katrina là một người Blue Diamond và sắp sửa lên Team Lead của công ty. Và với lại cái chức vụ này thì một trong những chức vụ cao của công ty đó thì Katrina cảm thấy là mình rất là phải nói là hạnh phúc là mình đã có dịp để mà làm việc với lại rất là nhiều anh chị ở trong cái kinh doanh thời 4.0 này. Thì ngày hôm nay Katrina sẽ chia sẻ với các anh chị một cái mô hình kinh doanh, và đây cũng là một cái điều mà em nghĩ là cái người đã mời các anh chị vào đây đó cũng muốn chia sẻ với các anh chị để các anh chị hiểu hơn, để các anh chị có một cái cơ hội. Và đương nhiên là có nhiều người sẽ nói rằng là kinh doanh thì thời 4.0 là gì, hoặc là tại sao mình phải tìm hiểu về kinh doanh. Nhưng mà đối với Katrina thì nghĩ rằng là trong cái cuộc sống của chúng ta đó thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn, và nhiều khi mình nghe được một cái bài chia sẻ mới, một cái kinh doanh thời 4.0 mới để có một cái sự lựa chọn là mình có thể thay đổi được cuộc sống của mình dự như giống như là mình mong muốn các anh chị. Katrina thật sự rất là may mắn và rất là hân hạnh để mà có thể chia sẻ cơ hội này với các anh chị ngày hôm nay. Thì qua 7 năm làm công việc này đó các anh chị, thì hiện tại bây giờ Katrina phải nói là cái giá trị lớn nhất đến từ kinh doanh 4.0 đó là trong khoảng thời gian 7 năm vừa qua, Katrina và ông xã đã có thể làm toàn thời gian với lại cái kinh doanh này. Toàn thời gian ông xã Katrina thì trước đây là một người counselor, cũng đã phải nói là làm việc, cũng đi học hết bao nhiêu năm đó, lấy cái bằng sau đó rồi cũng đi làm cho người khác. Thì khi mà đến với lại kinh doanh này thì một trong những cái giấc mơ Katrina phải làm sao để mà mình có thể có một cái sự thoải mái hơn về vấn đề tài chính, và đương nhiên là về cái vấn đề thời gian và cái chất lượng cuộc sống mà mình có thể đạt được với lại người chồng. Lúc đó thì người chồng sắp sắp cưới thôi, chưa chưa cưới lúc mà Katrina mới bắt đầu. Nhưng mà tính tới thời điểm này thì hai vợ chồng đã làm kinh doanh này toàn thời gian là trên 6 năm các anh chị ha. Và trong những cái tấm hình mà các anh chị thấy ở trên màn hình đó thì đây là những cái tấm hình mình mang lại rất là nhiều kỷ niệm, và đây là cái giá trị lớn nhất từ cái kinh doanh này đã đưa lại cho Katrina và anh Từ. Đó là hai vợ chồng có thể đi travel khắp nơi, và đây là một cái điều mà cỡ tuổi của Katrina thì không biết là em nghĩ là tuổi nào cũng vậy hết, chắc là cũng thích travel, cũng không có bị không muốn bị gò bó trong công việc của mình, không muốn bị gò bó là phải đi làm cho một ai đó, mà mình muốn có toàn thời gian và mình có được cái sự tự do để mình quyết định mình muốn làm gì thì làm và đi đâu thì đi. Nhưng mà có một vài tấm hình ở trong đây mà Katrina cảm thấy giá trị rất lớn đối với em và có rất là nhiều kỷ niệm. Đó là những tấm hình đi chơi chung với lại gia đình của mình. Và đây là một trong những cái điều mà ước mơ lớn nhất khi mà mình bắt đầu với lại cái kinh doanh này. Đó là làm sao để một ngày nào đó Katrina cũng có thể dẫn ba mẹ mình đi chơi. Không những ba mẹ mình nhưng mà đại gia đình của mình, anh chị em của mình để đi chơi chung với nhau. Thì đây là cũng là một cái Katrina nghĩ rằng là nói tới đây đó thì em nghĩ tới bốn chữ thôi, đó là chất lượng cuộc sống, đúng không ạ? Có nghĩa là ai cũng muốn có một cái chất lượng cuộc sống, là có cái sự tự do về cái thời gian của mình và về cái vấn đề tiền bạc. Và đương nhiên thì nói về vấn đề tiền thì mình làm công việc gì cũng có tiền hết, và có nhiều công việc ngoài kia có thể là cho mình rất là nhiều tiền, nhưng mà chưa chắc là nó sẽ cho mình cái chất lượng cuộc sống mà mình đang hằng mong muốn. Vậy thì đến với lại cái kinh doanh này thì các anh chị có thể tìm hiểu và các anh chị sẽ biết được là các anh chị có một cái sự lựa chọn, là các anh chị sẽ tạo luôn cái chất lượng cuộc sống mà các anh chị hằng mong muốn, và tạo luôn cái chất lượng cuộc sống mà các anh chị có thể có được
trong cái cuộc sống này các anh chị. Vậy thì khi mà nói tới kinh doanh thì chúng ta sẽ nói về rất là nhiều điều, nhưng mà một trong những cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về xu hướng thị trường. Và hôm nay Katrina muốn chia sẻ với các anh chị bốn cái xu hướng thị trường mà hiện tại bây giờ đang có cái sự ảnh hưởng rất lớn trên, phải nói là toàn cầu luôn, không chỉ tại Mỹ, ở Canada, nhưng mà toàn cầu các anh chị. Và một cái xu hướng mà lớn nhất đó gọi là gig economy. Và gig economy thì Katrina tạm dịch là, đối với Katrina thì nghĩ là những anh chị mà đang ngồi nghe trong đây đó, thì các anh chị đang ở trong gig economy, có nghĩa là các anh chị đang dùng cái phone, hoặc là các anh chị có thể đang nghe trên iPad, hay là đang dùng cái computer để vào trong cái presentation này của Katrina ngày hôm nay. Thì gig economy có nghĩa là mình có thể dùng cái phone của mình, dùng cái phương tiện là một cái phone cầm tay, một cái smartphone mà mình có thể connect được, có nghĩa là mình sẽ kết nối được với tất cả mọi người ở ngoài kia, ngoài thế giới ngoài kia các anh chị. Và gig economy nói lại là có một cái gì đó mà làm cho mình giống như là những cái kinh doanh hiện tại bây giờ đó là hoàn toàn nằm ở trên online nhiều hơn là offline. Có nghĩa là có những cái xu hướng mà mọi người đang làm ngay bây giờ là những cái công ty mà trước đây mình cứ nghĩ rằng là những cái công ty lớn, thì hiện tại bây giờ họ đang thay đổi cái cách market, cái cách mà mình họ phân phối cái sản phẩm của họ, và cái cách làm sao để mà đưa cái công ty của họ tới một cái tầng level, có một cái level khác các anh chị. Và cái level đó là nằm ở trên social media, nằm ở trên online, nằm ở trên internet, chứ không có nhất thiết phải là một cái kinh doanh của mình, không có nhất thiết phải là một cái location, có một cái địa điểm nào đó các anh chị. Cho nên gig economy có nghĩa rằng là nếu mà các anh chị có cái phone, mà các anh chị có cái smartphone, mà các anh chị có internet, các anh chị có wifi, là các anh chị có thể kinh doanh được. Và đó là một cái xu hướng hiện tại bây giờ trên toàn thế giới luôn, ai cũng đang có cái nhu cầu này. Và Katrina nghĩ đây là một cái điều mà tất cả mọi người chúng ta đều muốn, đúng không ạ? Là chúng ta đâu có muốn, nếu mà bây giờ nếu mà nói mà bắt đầu một cái kinh doanh đó, thì chúng ta sẽ không có muốn là phải bỏ ra rất là nhiều tiền, cái vấn đề tiền vốn. Với là một cái kinh doanh truyền thống thì chúng ta bắt buộc phải có một cái số tiền vốn rất là lớn, và rồi chúng ta phải đi tìm những cái địa điểm hợp nhất để mà chúng ta mở cái tiệm của mình, rồi sau đó chúng ta phải lo về vấn đề nhân sự nè, là employees nè, rồi mình lo về vấn đề giấy tờ, rồi taxes, rồi có nhiều cái mình phải lo trong cái kinh doanh truyền thống. Nhưng mà đến với lại gig economy và đến với lại một cái kinh doanh phải nói là không có truyền thống nữa đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu một cái kinh doanh với lại cái phone của mình, và mình có thể hoàn toàn làm nó trên internet các anh chị. Và đó là cái xu hướng thị trường rất lớn hiện tại ngay bây giờ, tất cả mọi người đều có thể làm được. Và cái xu hướng này đang giúp cho những người ở tại nhà nuôi con, hoặc là những người mà không có thể nào đi đâu xa đó mà họ phải ở nhà đó, thì họ vẫn có thể kiếm thêm tiền qua cái chương trình và qua cái xu hướng thị trường của gig economy các anh chị. Và xu hướng thứ hai đó là độc lập tài chính. Em nghĩ rằng là đây là một trong những cái điều mà rất là quan trọng hiện tại bây giờ. Khi mà mình nói chữ độc lập tài chính á, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa rằng là chúng ta có một cái sự quyết định cho mình là mình muốn kiếm bao nhiêu tiền. Và Katrina nghĩ là khi mà mình đi làm việc cho bất cứ một ai đó, thì chắc chắn là nếu mà mình muốn kiếm thêm tiền thì mình cần phải đi nói chuyện với ông boss của mình, để rồi mình sẽ xin cái tiền bonus, hay là tiền raise, phải tiền tăng lương, phải không? Có nghĩa là mình cần phải làm. Katrina còn nhớ là hồi xưa khi mà Katrina đi làm một người cô giáo mà làm ở trong trường đó, mỗi lần mà muốn cái lương là cái cố định như vậy rồi, mình đâu có thể nào tăng lương được. Và mỗi lần mà mỗi năm mà mình làm nhiều hơn đó, thì có thể nó tăng, mà một lần tăng nó đâu phải là tăng 100 đồng, 150 hay là 500 đồng đâu các anh chị, mà nó tăng mỗi lần là vài đô, 1 đô, 2 đô thôi. Mà đối với Katrina thì cái đó nó không có đáng cho là những cái gì mà mình đã bỏ công sức ra để mình lấy một cái bằng, để rồi mà khi mà mình đi làm đó, mình không có thể nào mà tự chủ được về cái vấn đề mình sẽ được kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng mà đến với lại cái xu hướng thị trường ngay bây giờ thì tất cả mọi người chúng ta rất muốn, phải nói là ai cũng muốn hết các anh chị, ai cũng có cái nhu cầu này, đó là nhu cầu mình muốn tự chủ về vấn đề tài chính của mình. Mình muốn kiếm bao nhiêu tiền tháng này, mình muốn kiếm bao nhiêu tiền năm này. Nếu mà có một cái sự lựa chọn thì em biết chắc chắn các anh chị sẽ chọn là đương nhiên tôi muốn tự chủ được cái số tiền mà tôi có thể kiếm ra các anh chị. Và đến với lại cái xu hướng này thì em nghĩ là mọi người ai cũng thích hết, đúng không ạ? Và một cái xu hướng thị trường nữa các anh chị, đó là cái thời gian linh động. Đây là cái một cái điều mà bản thân Katrina khi mà đã đi làm trước đây đó thì cũng đã có suy nghĩ về cái điều này, là tại sao buổi sáng mình phải dậy 6 giờ sáng,
tại sao 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ là mình phải bước ra khỏi nhà, và tại sao rồi 4 giờ chiều mình mới về tới nhà. Ví dụ như vậy, có những cái suy nghĩ là mình không có được cái thời gian giống như mình mong muốn, mình bắt buộc phải vào công sở, mình bắt buộc phải đi làm công việc của mình một cái thời gian cố định là 8 tiếng, 9 tiếng, thậm chí có thể là nhiều người làm 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày các anh chị. Cái thời gian của mình không có linh động. Nhưng mà đến với xu hướng thị trường hiện tại bây giờ là một cái công việc, là một cái kinh doanh đó, thì các anh chị hoàn toàn có thể chủ động được cái thời gian của mình. Các anh chị có thể quyết định là các anh chị sẽ đi ngủ mấy giờ, các anh chị có thể quyết định là mấy giờ các anh chị đi làm, và các anh chị quyết định được khi nào các anh chị take break. Đây là một cái điều gì đó mà thật sự ra là với là một cái kinh doanh truyền thống mình hoàn toàn không làm điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà đối với lại cái kinh doanh hiện tại bây giờ với cái gig economy thì các anh chị đều có thể làm được điều này. Và đây là lý do tại sao hiện tại bây giờ có những bà mẹ bỉm sữa ở tại nhà cũng có thể kinh doanh được, bằng cách là ở nhà vừa coi con vừa có một cái thời gian linh động để mà bắt đầu một cái kinh doanh mới để mà kiếm thêm tiền các anh chị. Cho nên xu hướng thị trường này thì em nghĩ rằng là nó quá là rõ ràng rồi, là ai nếu mà có cái sự lựa chọn là quyết định thời gian của mình hay là quyết định hãy đi theo cái thời khóa biểu của cái người boss của mình, thì chắc chắn ai cũng chọn là sẽ có một cái thời gian linh động cho chính bản thân của mình. Và đương nhiên là cái xu hướng thị trường cuối cùng là một cái mà hồi nãy Katrina cũng đã nhắc qua, đó là chất lượng cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều có chất lượng cuộc sống khác nhau. Chất lượng cuộc sống có thể là có thêm thời gian cho con, mỗi tuần có thể là dẫn con được đi chơi 2 ngày cuối tuần. Đó là chất lượng cuộc sống. Hoặc là có nhiều người chất lượng cuộc sống có nghĩa là mỗi tháng đều đặn sẽ kiếm thêm 10.000 đô chẳng hạn. Hoặc là chất lượng cuộc sống là mỗi năm đi vacation với vợ, với chồng, với gia đình mà ít nhất là 2 lần chẳng hạn. Thì tùy theo mỗi người chúng ta, chất lượng cuộc sống đều có khác nhau. Có nhiều người nghĩ rằng là chất lượng cuộc sống, hoặc là họ cảm nhận chất lượng cuộc sống đối với họ có nghĩa là họ có thể làm được từ thiện, đi tới những cái nước nghèo hay này kia để làm từ thiện, và đó là chất lượng cuộc sống của họ. Vậy thì bằng cách nào để mình có thể đáp ứng được cái xu hướng cái thị trường này? Nếu mà mình nói là mình cần phải bốn cái mình đều muốn hết, vậy thì bằng cách nào để mình có thể đáp ứng được cái xu hướng thị trường các anh chị? Thì hôm nay Katrina sẽ chia sẻ với các anh chị một cái mô hình kinh doanh mà làm cho các anh chị sẽ có nhiều khi nó đang trước mặt mình mà mình không biết. Các anh chị đã nghe qua Airbnb, Alibaba, Facebook và Uber, đúng không ạ? Và Airbnb là công ty cho thuê mướn phòng lớn nhất nhưng không làm chủ bất cứ một web bất động sản nào hết. Alibaba là trung tâm giao dịch và bán lẻ lớn nhất thế giới nhưng không sở hữu hàng hóa nào hết các anh chị. Facebook, mạng kết nối truyền thông nhưng không tạo ra nội dung. Và Uber thì các anh chị đã biết rồi, hãng taxi lớn nhất thế giới nhưng không sở hữu một chiếc xe nào hết. Thì lý do tại sao Katrina đưa ra bốn cái thí dụ này cho các anh chị thấy rằng là những công ty này là những công ty mở ra một cái kinh doanh không sở hữu các anh chị. Họ hoàn toàn không sở hữu cái gì hết. Airbnb, nhà cho mướn là ai? Là chính mình. Mình có một căn nhà vacation nào đó mà mình muốn kiếm thêm tiền thì mình có thể bỏ lên Airbnb, và ai có nhu cầu họ vào trong cái app Airbnb và rồi họ sẽ liên lạc mình để mướn căn nhà của mình. Thời gian là bao nhiêu ngày thì tùy theo họ, đúng không ạ? Cho nên là Airbnb cho mướn nhà, okay, là công ty cho mướn phòng lớn nhất nhưng mà hoàn toàn không có làm chủ và không có một cái nhà nào hết cho họ mướn hết các anh chị, mà những căn nhà đó là của chúng ta. Và Uber cũng vậy, các anh chị nào mà đã từng đi Uber, xe là xe của mình, ok? Và cái việc mà Uber hoặc là Airbnb hay là Alibaba làm đó là họ chỉ là những người đứng ở giữa những công ty, đứng ở giữa là cầu nối giữa một người đang có nhu cầu và một người có cái nhà hay có cái xe để mà đáp ứng cho cái người có nhu cầu đó các anh chị. Cho nên là một người cầu nối, ok? Cho nên là khi mà mình nói về kinh doanh không sở hữu, đây là những thí dụ của kinh doanh không sở hữu. Mình có thể là người cầu nối, công ty có thể là người cầu nối giữa cái người cần cái sản phẩm và cái người mà đưa ra sản phẩm các anh chị. Cho nên các anh chị thấy đây là một trong những cái mô hình, và đây là một trong những cái kinh doanh mà phải nói là 10 năm đổ lại đây là một cái xu hướng rất lớn trên toàn thế giới các anh chị. Và Uber, Airbnb, Facebook, Alibaba là bốn cái tên mà phải nói rằng là bốn công ty cái tên rất là quen thuộc và đã làm rất là nhiều tỷ đô la trong vòng 10 năm đổ lại đây thôi các anh chị. Ok, và đây là lý do tại sao mà Katrina nghĩ là rất quan trọng này các anh chị. Kinh doanh 4.0, kinh doanh của thế kỷ 21 là một kinh doanh hoàn toàn không sở hữu gì hết. Họ không có nhân viên, họ không có quảng cáo, ok, và
đương nhiên là họ sẽ không có mặt bằng. Và đây là một cái điểm mà nó rất khác biệt giữa một cái kinh doanh không sở hữu và một cái kinh doanh sở hữu, có nghĩa là kinh doanh truyền thống trước đây. Giống như hồi nãy Katrina đưa ra thí dụ, các anh chị mở tiệm nail, các anh chị đưa mở tiệm phở, các anh chị mở nhà hàng, mở bất cứ một cái gì đó, thì các anh chị phải lo về nhân viên, các anh chị phải lo về quảng cáo, và các anh chị bắt buộc phải lo về mặt bằng. Thí dụ nếu mà các anh chị mở tiệm nail đi, hoặc là một cái tiệm phở đi, tiệm phở ở tại Charlotte, North Carolina. Nếu mà các anh chị muốn, thường thường là một cái tiệm phở giống như vậy thì các anh chị chỉ có thể là kiếm được khách trong vòng 20 mile thôi, đúng không ạ? 20 cây số hoặc là gì đó xung quanh cái tiệm của các anh chị mà thôi. Nhưng mà nếu mà có một người từ Atlanta hay là một người từ Houston hay một người từ California đó mà muốn ăn tiệm phở của các anh chị là phải như thế nào, là họ phải bay qua bên đây thì họ mới ăn được các anh chị. Cho nên đó là vẫn là một cái kinh doanh truyền thống. Và đương nhiên những người đó thì người ta sẽ không có chỉ có bay qua bên đây chỉ ăn một tô phở xong họ bay về. Không ai làm điều đó hết. Cho nên là các anh chị rất là giới hạn khi mà mình làm kinh doanh, mà mình cần phải có một cái mình cần phải có một cái tiệm, hay là mình cần phải làm kinh doanh truyền thống đó, thì nó rất là giới hạn về cái thứ nhất là về cái khách hàng của mình và về cái số tiền mình có thể kiếm được trong cái kinh doanh của mình các anh chị. Cho nên kinh doanh xong không sở hữu, không nhân viên, không quảng cáo, và quan trọng hơn hết là không có mặt bằng. Và thế giới bây giờ đang nằm tay của các anh chị, thế giới đang trong tầm tay của các anh chị. Lý do tại sao là các anh chị đang cầm một cái smartphone. Các anh chị muốn, hiện tại bây giờ các anh chị đang nghe Katrina nói từ cái phone của các anh chị, từ cái iPad hay là từ cái computer của các anh chị đi. Thì có phải là các anh chị đang được kết nối khắp nơi không ạ? Katrina không biết ở trên đây thì có những anh chị nào đến từ đâu. Katrina nghĩ có người đến từ Việt Nam, có người ở Canada, có người ở tại Mỹ, có người ở châu Âu. Và có thể mà có một cái nước nào đó mà Katrina không biết là các anh chị đến từ đâu hết ở trong đây. Nhưng mà các anh chị cũng biết được rằng là chỉ qua một cái phương tiện rất đơn giản giống như cái Zoom tối hôm nay, với lại cái phone của các anh chị, là các anh chị có thể kết nối với em. Em đang ở Charlotte, có nhiều anh chị có thể đang ở Atlanta, đang ở Houston, đang ở California, đang ở Seattle, đang ở New York hay gì đó mà các anh chị đang nghe Katrina chia sẻ giống như vậy, thì các anh chị đang được kết nối với em. Vậy thì cái kinh doanh của mình cũng rất đơn giản cái chỗ đó các anh chị. Chỉ cần kết nối, chỉ cần cái phone là các anh chị có thể kết nối được tất cả mọi người, và các anh chị có thể bắt đầu kinh doanh. Thì nói tới kinh doanh thì mình cũng phải nói về khoa học, mình nói về sản phẩm một chút xíu. Katrina chỉ đưa ra một vài điểm đặc điểm của công ty của mình. Đó là một cái sản phẩm rất đa dạng và rất là phù hợp dành cho tất cả mọi người. Những cái sản phẩm mà phải nói là các anh chị đã thường dùng mỗi ngày, nhưng mà nó có một cái sự cao cấp hơn. Và đương nhiên là với lại công ty của mình hiện tại bây giờ đó là một cái công ty chuyên về anti-aging, có nghĩa là chống lão hóa. Thì cơ sở khoa học nghiên cứu là có 75 nhà khoa học gia toàn thời gian làm việc và nghiên cứu về những cái sản phẩm này các anh chị. Và công ty cũng đã có được rất nhiều bằng khen, giải thưởng dành riêng cho những cái sản phẩm mà đang có một cái sự ưu đãi ở trên thế giới hiện tại bây giờ. Và hôm nay Katrina nói sơ qua thôi, hiện tại bây giờ là công ty đang có một cái máy gọi là máy Lumispa, là cái máy rửa mặt thông minh đó. Thì hiện tại bây giờ là máy Lumispa đã chiếm 25% thị trường của toàn thế giới các anh chị, của những cái máy rửa mặt khác mà Lumispa mới ra đời khoảng chừng hơn một năm, có nghĩa là tháng 1 năm 2018 cho tính tới thời điểm này thì một năm hai tháng thôi, mà nó đã chiếm 25% thị trường của tất cả các loại máy rửa mặt trên thế giới rồi. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng mà Katrina nghĩ khá là quan trọng để mình có thể nêu lên để nói là công ty đang có một cái đà phát triển rất là mạnh, và nhất là những cái khoa học và những cái sản phẩm hiện tại đang có thì đang đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu của rất là nhiều người các anh chị. Và Katrina nói sơ qua chỗ này một chút xíu. Nếu khi mà mình nói về kinh doanh đó, thì Katrina luôn luôn nhớ có một người thành công đã nhắc nhở Katrina điều này. Đó rằng là khi mà bạn muốn kiếm thật là nhiều tiền thì bạn hãy đi bán những gì mà cả thế giới đang cần. Thì khi mà nghe cái câu đó thì Katrina nói ô cái đó cũng make sense. Thì khi mà mình nghĩ tới xu hướng là trẻ khỏe đẹp, thì đây có phải là một cái xu hướng mà cả thế giới đang cần không ạ? Chắc chắn rồi đúng không? Trong đây bây giờ Katrina thấy có 194 anh chị em đang ngồi đang ở trong Zoom nghe Katrina chia sẻ. Nếu Katrina hỏi các anh chị có muốn đẹp hơn không? Các anh chị muốn trẻ hơn không? Các anh chị muốn khỏe hơn không? Thì Katrina nghĩ là 194 các anh chị sẽ nói yes. Đương nhiên các anh chị sẽ nói tôi muốn trẻ hơn, tôi muốn khỏe hơn và tôi muốn đẹp hơn. Không ai nói ồ không, tôi muốn già hơn, tôi muốn yếu hơn và tôi muốn xấu hơn. Không ai nói câu đó hết các anh chị. Vậy thì có phải là chúng ta đang ở trong một cái xu hướng và chúng ta đang nắm được những cái sản phẩm và những cái khoa học mà cả thế giới đang cần không các anh chị? Vậy thì khi mà mình đến với kinh doanh thì các anh chị hãy đi bán
những sản phẩm mà cả thế giới đang cần. Okay? Và khi mà các anh chị tìm được cái nhu cầu mà công ty New Skin lại chuyên về anti-aging, có nghĩa là chống lão hóa, và sẽ giúp được cho con người mình trẻ hơn, khỏe hơn và đẹp hơn. Vậy thì đây là một cái công việc và đây là một cái công ty mà mình cần phải hợp tác nếu mà mình muốn kinh doanh các anh chị nhé. Thì nói sơ qua về công ty một chút xíu. Công ty có gọi là New Skin. New là Nutrition và Skin là Skincare ha. Thì hồi nãy Katrina nhấn mạnh rồi, cái chữ Anti-Aging có nghĩa là chống lão hóa các anh chị. Nhưng mà đây là một cái công ty, là một cái cơ hội toàn cầu cho các anh chị. Tính tới thời điểm này thì công ty có 54 quốc gia. Khoảng chừng 15 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ có 55 quốc gia. Tại vì Peru sắp được mở cửa vào ngày 17, nếu Katrina nhớ không lầm là 17 tháng 3 năm nay. Thì khi mà chúng ta nhìn vào trong cái cơ hội này, và ngay từ lúc đầu Katrina đã chia sẻ về cái này, khi mà mình nói về thời gian linh động, mình nói về gig economy, và mình nói về cái sự độc lập của tài chính, và mình nói về chất lượng cuộc sống đó, các anh chị biết rằng là muốn làm một cái kinh doanh mà ở tại vùng và đó là local của mình đó thì đã khó rồi đúng không? Và các anh chị thử nghĩ rằng là nếu mà bây giờ mình có một cái cơ hội, và hồi nãy mình nói rồi là thế giới đang nằm trong tầm tay của mình qua cái phone của mình, thì nếu mà qua cái phone của mình mà mình có thể kết nối được châu Âu nè, châu Mỹ nè, châu Úc nè, châu Á nè, để mà mình kinh doanh mà mình kiếm tiền từ những nơi khác giống như vậy đó, thì đây có phải là một cơ hội tuyệt vời không ạ? Chắc chắn rồi đúng không các anh chị? Và đây là một cái điểm mà Katrina thật sự rất là thích, là trong một khoảng thời gian 7 năm vừa qua, Katrina đã được có dịp để mà làm việc với những anh chị em ở châu Âu, ở châu Úc, ở châu Mỹ và ở châu Á. Và ngay bây giờ thì đã trong đội nhóm đã có người làm việc ở tại châu Phi nữa các anh chị, có nghĩa là toàn 5 châu. Và công ty đều có mặt ở trên 5 châu để mà hỗ trợ cho các anh chị và để giúp cho các anh chị. Nếu mà các anh chị biết ai đó ở tại Úc, ở tại châu Âu hay là ở tại Việt Nam, ở Japan, ở Taiwan, ở bất cứ một nơi đâu, 155 công gia, 155 quốc gia của công ty đó, thì các anh chị có thể kinh doanh với người đó. Okay. Họ ở bên đó, họ dùng sản phẩm, họ buôn bán và họ có những người khách hàng mua sản phẩm. Thì các anh chị chỉ cần đăng ký cho họ, để rồi họ có một cái mã số và họ làm được điều đó. Thì các anh chị ở tại Mỹ, hoặc ở tại Canada, hoặc các anh chị ở bất cứ nơi đâu ngay bây giờ, các anh chị đều được tiền thuê hồng công ty trả cho các anh chị trong cái nơi mà các anh chị đang ở. Và đó là lý do tại sao chúng ta nói đây là một cái cơ hội kinh doanh toàn cầu mà chúng ta không sở hữu gì hết, tại vì sản phẩm thì có công ty lo, ok, vấn đề giấy tờ có công ty lo, chúng ta không lo về mặt bằng, chúng ta không lo về vấn đề quảng cáo. Cái việc duy nhất mà chúng ta chỉ cần phải lo và chúng ta chỉ cần chia sẻ kết quả sản phẩm, và quan trọng hơn hết là chúng ta kết nối những người đang có nhu cầu với lại công ty New Skin. Và những người đang có nhu cầu là ai các anh chị? Tất cả mọi người, tại vì ai cũng có nhu cầu trẻ khỏe đẹp hết các anh chị. Và đương nhiên công ty có những cái khác mà ngày tối hôm nay Katrina sẽ không có nói quá nhiều về cái điểm này, nhưng mà công ty có ở trên thị trường chứng khoán, và đây là một cái điều mà để nói về cái bề dày của công ty và cái độ mình nói là sự uy tín của công ty New Skin, là trong bao nhiêu công ty New Skin là một trong nếu Katrina nhớ không lầm là một trong năm công ty được nằm ở trên New York Stock Exchange mà nghiêng về mảng network marketing các anh chị nhé. Thì khi mà các anh chị thấy được là trên cái thị trường chứng khoán như vậy đó, thì công ty bắt buộc phải là một công ty có con số rõ ràng, và mọi một cái mà họ đưa ra đó là phải là con số đúng. Và đây là những cái điểm mà Katrina cảm thấy nó nói lên được cái bề dày của công ty của mình trong vòng 35 năm vừa qua các anh chị. Công ty cũng có chương trình từ thiện, nhưng mà tối nay thì Katrina sẽ không nói về điều này. Nhưng mà cho các anh chị thấy là với công ty đó thì có rất là nhiều nhiều mặt, và có nhiều cái rất là lợi. Khi mà các anh chị tìm hiểu thêm về công ty, các anh chị nên liên lạc với người đã mời các anh chị vào đây để biết thêm về cái chi tiết của công ty của mình là như thế nào. Và đây là một vài hình ảnh của công ty của mình. Công ty thì trụ sở chính ở tại Provo, Utah các anh chị ha. Và các anh chị sẽ để ý là thật sự là nếu mà các anh chị thật sự hứng thú với lại cái kinh doanh này, và các anh chị thật sự hứng thú với lại cái gì, những gì mà Katrina mới chia sẻ với các anh chị đó, thì các anh chị liên lạc liền với người mời đã mình người đã mời mình vào đây để mà các anh chị tới tham gia và tham dự, và cũng giống như là tham quan cái công ty của mình. Tại vì Katrina thì có thể là em cũng khá thực tế một chút xíu.
trước khi mà mình quyết định làm một cái gì đó thì bắt buộc mình phải thấy được và mình phải sờ được nó và mình phải tin nó thì mình mới làm được thành công, đúng không ạ? Katrina luôn đưa ra cái thí dụ này là khi mà mình mua nhà đó, mình có thể tìm online để mình coi cái nhà đó nó ở chỗ nào, cái location sao, nhưng mà trước khi mà các anh chị ký giấy để mua căn nhà đó thì các anh chị bắt buộc phải tới căn nhà đó, các anh chị phải coi là căn nhà đó như thế nào, hình ở trên ảnh, trên màn ảnh hoặc là hình ở trên online đó thì luôn luôn nó đẹp các anh chị, nhưng mà các anh chị hoàn toàn khác, các anh chị sẽ không bao giờ mua một căn nhà chỉ dựa vào hình ở trên màn ảnh, đúng không? Các anh chị sẽ không mua một cái tiệm, các anh chị sẽ không mua một cái kinh doanh nào hết nếu mà các anh chị chưa đến chính mắt mình thấy và chưa đích thân mình tới để coi cái nhà đó như thế nào, cái tiệm nó như thế nào trước khi mà các anh chị mua cái mặt bằng đó. Vậy thì khi mà đến với kinh doanh này cũng vậy các anh chị. Katrina sẽ cảm nhận rằng là và chính em cũng làm điều này 7 năm trước, là nếu mà Katrina không về công ty và không thấy công ty thì Katrina sẽ không quyết định làm kinh doanh này. Và đây là một điểm để cho các anh chị thấy là khi mà các anh chị đã quyết định đó, các anh chị nên liên lạc với người đã mời mình vào đây để mà biết được là bằng cách nào các anh chị sẽ tới đó, để các anh chị có thể thấy được công ty như thế nào, để rồi các anh chị quyết định đây là cái kinh doanh. Tại vì nếu mà nói một kinh doanh, một cái công ty có bề sâu là 35 năm mà có trên 55 quốc gia, là một công ty làm trên 3 tỷ mỗi năm, vậy thì các anh chị cần phải có một cái sự tin tưởng trong đó, và các anh chị muốn thay đổi cuộc sống của mình, các anh chị muốn kiếm thêm tiền với lại công việc của mình, và các anh chị muốn bằng cách nào có thể là một ngày nào đó trở thành một người triệu phú chẳng hạn, em không biết. Nhưng mà nếu các anh chị thật sự muốn tìm hiểu về cơ hội kinh doanh và muốn biết được công ty như thế nào thì các anh chị cần phải tới công ty để mà thấy công ty như thế nào, để mà các anh chị có một quyết định tốt nhất với lại cái kinh doanh này các anh chị ha. Ok. Và Katrina muốn nhắc lại nè, Airbnb, Alibaba, Facebook hay là Uber, đây là những công ty lớn nhất thế giới mà hoàn toàn không sở hữu gì hết. Vậy thì đến với New Skin cũng vậy các anh chị. Kinh doanh thời 4.0 có nghĩa là không sổ sách, không mặt bằng, không nhân viên và không kho bãi. Thì công ty New Skin cũng là một trong những công ty khi mà các anh chị hợp tác cùng New Skin thì các anh chị là đang có kinh doanh không sở hữu. Ok, sản phẩm công ty đã take care cho các anh chị rồi, mặt bằng không công ty cũng đã take care luôn cho các anh chị. Những cái sản phẩm gì đó các anh chị chỉ cần là người cầu nối giữa công ty New Skin và những người khách hàng có nhu cầu các anh chị. Và một lần nữa Katrina nhắc đi nhắc lại nhé, ai là những người có nhu cầu? Tất cả mọi người trên thế giới đang có nhu cầu trẻ khỏe đẹp, và đó là cái những cái sản phẩm mà công ty New Skin đang đưa ra và đang có trên thị trường các anh chị nhé. Và đây, nói tới đây thì Katrina chỉ muốn đưa ra một vài thí dụ thôi, đây là muốn cho mọi người biết, tại vì chúng ta là người Việt Nam với nhau đó thì chúng ta thật sự ra là làm việc này mỗi ngày luôn. Các anh chị có hay là giới thiệu bạn bè của mình đi tới chỗ này ăn, tới chỗ kia ăn, hay là các anh chị đi coi phim về hay đó, các anh chị cũng nói bạn các anh chị đi coi đúng không? Nhưng mà có một cái nè, nhất là mấy chị nè, nếu mà mấy chị đi Macy, đi đâu mà có sale tốt á, ví dụ 50% off, 70% off, các anh chị làm gì đầu tiên ạ? Cái việc đầu tiên các anh chị sẽ làm đó là các anh chị sẽ liên lạc với lại mấy người chị của mình, hoặc là gia đình của mình, hoặc là mẹ, hoặc là bạn bè hay là này kia, để mà cho biết cái chỗ đó đang có sale 50%, 70% giống như vậy. Mình đưa ra một cái lời giới thiệu, các anh chị đang là cầu nối giữa cái tiệm đó với lại cái người có nhu cầu là gia đình của các anh chị, bạn bè của các anh chị đang có nhu cầu. Thì chúng ta làm việc này mỗi ngày, đúng không ạ? Chúng ta làm việc này mỗi ngày. Mỗi lần Katrina đi đâu, travel tới chỗ nào, cái việc đầu tiên Katrina sẽ hỏi là ở chỗ này ăn cái gì ngon nhất. Nếu mà bà Katrina có bạn ở đó thì bạn Katrina sẽ dẫn Katrina tới cái tiệm đó. Và khi mà Katrina tới ăn rồi đó thì cái người bạn Katrina cũng đâu có được trả tiền đâu các anh chị, không có một cái tiền huê hồng để cho cái lời giới thiệu, nhưng mà chúng ta vẫn làm, đúng không ạ? Tại vì mình có người hỏi thì mình sẽ đáp ứng cái nhu cầu bằng cách là mình chia sẻ. Mình là con người, em thấy là phần đa đó là người Việt Nam chúng ta rất là thích chia sẻ, rất là thích cho mọi người biết là ăn cái gì ngon, coi cái gì hay, đọc cái gì hay, có nghĩa là hay có những cái này là các anh chị đều chia sẻ hết. Vậy thì đến với lại công việc này cũng y chang giống như vậy. Bao nhiêu năm nay các anh chị đã chia sẻ mà các anh chị không có tiền commission, có nghĩa là các anh chị không có huê hồng. Vậy thì đến với công ty của mình và đến với công việc của mình, rất đơn giản, những sản phẩm đáp ứng nhu cầu trẻ khỏe đẹp, các anh chị dùng, các anh chị có kết quả thì các anh chị chia sẻ với những người khác, và những người khác cũng đang có nhu cầu thì nếu mà họ có nhu cầu thì việc các anh chị cần làm là các anh chị chỉ chia sẻ mà thôi, và việc các anh chị cần làm là các anh chị trở thành một cái cầu nối. Và cái sự khác biệt là bây giờ các anh chị có thể làm cái cầu nối này và các anh chị sẽ có được tiền huê hồng từ công ty trả cho các anh chị. Các anh chị nhớ nha, các anh chị đã làm việc này
bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu năm nay mà các anh chị không có tiền hoa hồng, nhưng mà đến với lại công ty New Skin và đến với cơ hội của mình, thì nếu mà các anh chị vẫn tiếp tục chia sẻ những gì các anh chị đã trải nghiệm, những cái gì tốt mà các anh chị đã trải nghiệm với bạn bè, gia đình hoặc là những người mà các anh chị mới quen biết, thì các anh chị sẽ có được tiền hoa hồng đến từ công ty của mình. Ok, và đó là cái sự mà Katrina muốn đưa ra để cho các anh chị thấy được cái sự khác biệt giữa những gì mình đã làm trước nay và những gì mình sẽ tiếp tục làm. Nhưng mà tại sao mình không làm cái đó với lại một cái tiền nào đó, hoặc là mình sẽ có một cái hoa hồng nào đó được trả cho mình các anh chị. Đây là cái cách để mà mình có thể kiếm thêm income, có thể kiếm thêm tiền. Và đây là những cái tấm hình để cho các anh chị thấy, là một vài tấm hình, có rất là nhiều tấm hình. Đây là ở tại thị trường Việt Nam, ở tại châu Âu, ở tại Mỹ. Và đây là một tấm hình của một cái sự kiện trên 500 người ở tại Việt Nam trong năm vừa qua. Thì cho các anh chị thấy rằng là đến khi mà các anh chị đến với lại kinh doanh New Skin và đến với kinh doanh 4.0 đó, thì các anh chị sẽ có được một cái điều rất là quan trọng, các anh chị sẽ có được cái sự hợp tác với lại đội nhóm, và các anh chị sẽ có cái sự hỗ trợ của những anh chị đi trước. Các anh chị sẽ có những cái training, các anh chị sẽ có những cái huấn luyện để giúp cho các anh chị bắt đầu, sẽ có những cái sự ủng hộ và hỗ trợ của những người đi trước để mà giúp cho các anh chị bằng cái nào để các anh chị làm tốt nhất với lại cái kinh doanh này và có thành công với kinh doanh này các anh chị. Cho nên khi mà các anh chị đã quyết định làm kinh doanh này rồi đó, thì các anh chị sẽ chắc chắn sẽ có được cái sự hỗ trợ 100% đó đến từ những người đi trước các anh chị nha. Và trở lại đây đó, thì Katrina cũng nghĩ rằng là đây là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì chính bản thân của em trước đây là một người cô giáo, thì khi mà em đến với kinh doanh này đó, lúc đầu thì cũng khá sợ là không biết là mình có làm được hay không. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là khi mà Katrina đã vào, hồi xưa thì không có nhiều người như vậy đó các anh chị. Hồi xưa Katrina còn nhớ lần đầu tiên đi công ty hình như có 20 mấy người thôi, 20 mấy người Việt Nam thôi các anh chị. Mà Katrina nhìn vào các anh chị đó và các anh chị nói là em đã quyết làm thì anh sẽ hỗ trợ anh sẽ hỗ trợ em và chị sẽ hỗ trợ em hết mình để giúp cho em thành công trong công việc này. Thì vì những cái lời chia sẻ giống như vậy, thì Katrina đã có một cái lòng tin vào chính bản thân của mình cũng có thể làm được, và rồi sau này mình sẽ là cái người nói lại câu nói này cho những người khác mà tin tưởng vào mình. Thì đây là lý do tại sao mà Katrina bắt đầu cách đây 7 năm, và tính tới thời điểm này thì thật sự ra là người đội nhóm của mình thì hiện tại bây giờ đang có trên 5 châu các anh chị, và có rất là nhiều người đã bắt đầu với lại cái kinh doanh này. Cho nên tối hôm nay những gì mà Katrina chia sẻ là những cái thông tin thôi, những cái thông tin của một cái kinh doanh mới, một cái kinh doanh gọi là kinh doanh 4.0, một cái kinh doanh không sở hữu, để giúp cho những anh chị nào mà không có kinh nghiệm nè, không có bằng cấp nè, không có tiền đầu tư nè. Những anh chị nào mà giống như Katrina trước đây đó, là hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm nào hết vào trong kinh doanh, vẫn có thể làm được kinh doanh này. Thì tối hôm nay quyết định cuối cùng vẫn là của các anh chị. Okay. Các anh chị nên liên lạc với cái người đã mời mình vào trong cái Zoom tối hôm nay, để rồi các anh chị sẽ đưa ra một cái quyết định thay đổi cho chính bản thân của mình. Tại vì Katrina tin tưởng rằng là nếu mà mình muốn có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn đó, thì các anh chị nhìn lại coi 5 năm vừa qua mình đã đạt được cái chất lượng cuộc sống đó hay chưa. Nếu câu trả lời là chưa, vậy thì các anh chị tiếp tục làm những gì mình đang làm ngay bây giờ, thì 5 năm sau các anh chị có đạt được cái một chất lượng cuộc sống của các anh chị mong muốn hay không? Em nghĩ nếu mà 5 năm trước chưa được thì có thể 5 năm sau cũng sẽ khó để làm được điều này, đúng không ạ? Vậy thì tại sao ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi trong đây để nghe về một cái kinh doanh không sở hữu, một cái kinh doanh mới, một cái kinh doanh của gig economy, một cái kinh doanh mà mình có thể không bằng cấp, không kinh nghiệm, không tiền, không vốn đầu tư, nhưng mà mình vẫn có thể làm được trên 55 quốc gia, trên 5 châu, trên khắp 5 châu, và mình chỉ cần phải có một cái phone, có internet là mình có thể làm được điều này. Vậy thì tại sao chúng ta không tìm hiểu thêm, và tại sao chúng ta không nhìn vào đây là một cái cơ hội đã đến với mình, để rồi mình sẽ thành công hơn, và để rồi mình có thể có chất lượng cuộc sống. 5 năm sẽ trôi qua các anh chị. Bây giờ các anh chị làm hay không làm thì 5 năm sau nó sẽ cũng sẽ tới. Mà cái quan trọng là nếu mà các anh chị không làm đó, thì 5 năm sau những gì các anh chị đang có ngay bây giờ thì có thể là 5 năm sau các anh chị vẫn còn. Nhưng mà nếu mà các anh chị quyết định làm đó, thì những gì các anh chị chưa có ngay bây giờ có thể 5 năm sau các anh chị sẽ có. Và cái đó là cái mà Katrina muốn nhấn mạnh, đó là chất lượng cuộc sống của mình. Các anh chị không có hạnh phúc với là những gì mình đang có, các anh chị cảm thấy là mình muốn có chất lượng cuộc sống tốt hơn, các anh chị muốn có cái gì hơn đó, thì chắc chắn mình phải làm hơn các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị hãy đưa ra một quyết định cho mình có muốn hơn hay không,
5 năm sau mình muốn có một chất lượng tốt hơn hay không thì các anh chị cần phải tham khảo thêm, okay? Cho nên các anh chị hãy liên lạc với cái người đã mời các anh chị vào đây, để rồi người đó sẽ giúp cho các anh chị bắt đầu, để rồi người đó sẽ cho các anh chị thêm thông tin, để rồi một ngày nào đó các anh chị cũng sẽ được đứng ở trong tấm hình này và cũng được chia sẻ lại cái cơ hội này với nhiều người khác, để giúp cho những người khác cũng có được cái cơ hội thay đổi cuộc sống giống như các anh chị. Một lần nữa Katrina cảm ơn các anh chị đã vào Zoom hôm nay rất là đầy đủ để Katrina start share, và Katrina mong là sẽ được gặp tất cả các anh chị ở tại những cái sự kiện lớn nhất của đội nhóm của mình, và Katrina mong là sẽ được nghe những anh chị chia sẻ là các anh chị đã thay đổi được cuộc sống của mình và có chất lượng cuộc sống tốt hơn qua cái bài chia sẻ tối hôm nay. Katrina